quý bà con đang theo dõi cảnh báo dịch hại. Bản tin được phát sóng định kỳ lúc 6 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Thưa bà con, hôm nay ngày 12 tháng 3, dẫn nguồn từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam vụ hè thu 2023, toàn vùng đã xuống giống được 167.757 ha. Trong đó có 95.374 ha lúa của bà con đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đồng rổ. Về tình hình dịch hại, trong tuần qua, toàn vùng ghi nhận có 74.053 ha lúa của bà con bị các đối tượng dịch hại tấn công, giảm 10.000 ha lúa so với tuần trước. Trong đó, nhiều nhất là đối tượng rầy nâu, đạo ôn, lem lép hạt và bạc lá lúa. Cụ thể như sau. Rầy nâu, đây là đối tượng vô cùng nguy hiểm. Diện tích nhiễm rầy nâu 3.114 ha. Mật số rầy phổ biến từ 750 đến 1.500 con trên 1 mét vuông. Các tỉnh có diện tích nhiễm rầy nâu như Bạc Liêu, Long An, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang và Sóc Trăng. Bệnh đạo ôn. Bệnh đạo ôn lá, toàn vùng có 9.667 ha lúa bị nhiễm bệnh. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 đến 15%. Bệnh đạo ôn lá phân bố ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh và Bạc Liêu. Bệnh đạo ôn cổ bông, toàn vùng ghi nhận có 15.263 ha bị nhiễm bệnh. Tỷ lệ bệnh từ 5 đến 8%. Bệnh xuất hiện ở các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Long An, Hậu Giang, An Giang và Đồng Tháp. Trong tuần qua, toàn vùng ghi nhận có 23.897 ha lúa bị nhiễm bệnh, với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 đến 10%. Theo đó, bệnh lem lép hạt xuất hiện ở các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Vĩnh Long. Một đối tượng có xu hướng phát triển và gây hại mạnh trong tuần qua đó chính là bạc lá lúa. Thống kê tuần qua, toàn vùng đã ghi nhận có 9.998 ha lúa của bà con tại các tỉnh Bạc Liêu, Long An, Kiên Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh bị đối tượng này tấn công. Thưa bà con, về dự báo trong tuần tới, từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 3, dẫn nguồn từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, do tình hình thời tiết phức tạp, ngày nắng ít, chiều và đêm có mưa rào, độ ẩm cao sẽ là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát triển và gây hại trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đồng rổ. Do vậy, bà con cần thăm đồng thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch hại trên đồng ruộng để có những biện pháp xử lý kịp thời. Trong đó, chú ý đến đối tượng sâu cuốn lá và đạo ôn trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đồng rổ của vụ hè thu 2023. Theo đó, để quản lý bệnh đạo ôn hại lúa, bà con sử dụng sản phẩm Trobilus 400SC. Đây là thuốc đặc trị đạo ôn thế hệ mới, với công thức phối trộn độc đáo giữa hai hoạt chất tiên tiến azoxystrobin và phenoxanin. Thuốc có tác động tiếp xúc, thấm sâu và lưu dẫn mạnh, tiêu diệt nấm bệnh ngay khi tiếp xúc với thuốc, tránh phát sinh bào tử lây lan trong ruộng lúa. Đặc biệt, khi sử dụng sản phẩm Trobilus 400SC, bà con không cần phối trộn với nhiều loại thuốc trong một lần phun mà vẫn đem lại hiệu quả. Trong khi đó, để quản lý sâu cuốn lá, bà con sử dụng sản phẩm Fanmax 350SC với thành phần hoạt chất Chlorpheniramine và Espirodilofen. Sản phẩm Fanmax 350SC là thuốc trừ sâu phổ rộng, có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn. Thuốc tác động lên hệ thần kinh, ngăn chặn quá trình lột xác của sâu và làm sâu chết trong vòng 3 ngày. Đặc biệt, sản phẩm Fanmax 350SC có hiệu lực kéo dài, khi sâu trúng thuốc sẽ chết đen và dính ngay trên lá lúa. Anh lúa! Anh lúa! Ông chủ ơi, cứu tôi! Thì mình thoát khỏi tay em. Đạo ôn hoài không có hết. Ruby Plus, sự phối trộn giữa hai hoạt chất lưu dẫn cực mạnh, duy trì đạo ôn tức thì, lại không cần pha trộn thuốc khác. Ruby Plus, hoạt chất tiên tiến, điều biến đạo ôn. Fanmax, sự lựa chọn mới trong phòng trừ sâu cuốn lá. Tác động cộng hưởng tối ưu của hai hoạt chất thế hệ mới là Chlorpheniramine và Espirodiclofen. Fanmax diệt sâu nhanh, hiệu lực kéo dài, kể cả sâu nằm trong cuốn lá. Fanmax, đặc trị sâu lá, không gây bộc phát về sau. Fanmax, diệt sâu tức khắc. Đến đây, cảnh báo dịch hại cũng kết thúc. Thông tin được dẫn nguồn từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam và được phát sóng định kỳ lúc 6 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube và trang fanpage của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại. Phú Nông mang đến sự khác biệt.